Lô lô lô, mua đánh tạo này mà thế này không có nỏ rồi. Server tìm không có cái nỏ nào hơn á. 7 kim trông được ấy, đánh này. Xong này có cái nào tính. Giờ mua không có. Nó rau 5 ngày ra là tuần không có cái nào. Cũng được, nó nhìn đẹp mà. Rồi, mua đi. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải nha. Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ mới. Chúng thì thấy cái nỏ này cũng đẹp mà ra bữa giờ gần 5-7 ngày chưa ai bán cái nào đẹp hơn nè. Này thì nếu mà mang cái này thì Khải sẽ mang gia truyền thổ đi. Khải kích dòng 2 cũng được. Nhưng mà vấn đề trước mắt thì cứ mang đánh tạm vài hôm nè. Chứ thì với 7 kim thì Khải nghĩ tầm gần 400 nghìn thì nó cũng không tới đâu. 7 này, 7 nhân 7 tầm 500 nghìn. 500 nghìn cái nỏ này cũng được nè. Bây giờ tầm này nó thiệt này mua không có, hiếm quá. Nói chung là tìm không có cái nào, tìm mới gần cái tuần rồi nè, không có một cái nỏ nào luôn. Nên là cái này Khải nghĩ thôi, cái này mang đánh có thể sập server cũng được chứ không phải là quá thấp. Điều nó chỉ đen cái là dòng 2. Dòng 2 thì Khải thì mất đi cái làm chậm từ 30 từ nón này. Thì cái dòng làm chậm của Khải chỉ còn 90 thôi nè, vẫn đang móc. Vẫn đang móc 90 làm chậm. Nhưng mà Khải muốn 120 nhưng mà không được thì thôi, giờ 90 thôi nên biết sao giờ. Đó. Muốn 120 mà không được thì giờ là 90 thôi. Giờ biết sao đây. Đưa gia truyền này qua cho Edgar kia. Khải giao dịch đồ qua bên này, lấy gia truyền qua bên này mang tạm. Cái này cái nỏ này 500 nghìn cũng được, đánh cũng được á. Nhưng nó cũng đẹp mà. Nhìn mây phiêu lãng, nhìn cũng được, không phải xấu. 37 xung quanh không đẹp mà. Ngọn đèn lực ấm 10 mà, lực cao gì đâu. Lực ấm 10 thôi nè. Nói chung cũng được, không phải quá mấy. Tầm này đánh ok rồi nè. Cái đó và thống kim đánh cũng ok rồi. Mua bữa không ai bán nên phải mua luôn rồi. Trả giá xấu kim mà không bán thì không được. Chất lượng nha. Nó là kỹ lượng nha, không được. Hai đó xích đầu mạnh đấy. Quên cái đầu xích đầu rất mạnh. Nó là chất lượng. Ôi, nó này được rồi. Bao kiếm khách mau rời anh cùng ngã giữa trời mây. Người phấn thảo này thì được 4 lòng như anh luôn cao khát quay về. Đừng phong lặng đưa ta tìm về nơi xưa. Người có lẽ đây chưa tin. Năm nào kề vai sát cánh tung hoành rạng sáng. Đầy bóng nước anh chặn đôi đường mù lẫm. Còn đây bao ước mơ, còn giấc mơ ta luôn mãi mong chờ. Dù xa nhau một nhưng trong tim ta luôn bên nhau. Nó cũ rồi. Nguyện là đêm xuân mới là 4152 chưa còn 20 điểm chưa tăng nữa. Thì sẽ lấy chức hơn khoảng 300 lực tay. Còn 200 lực tay, hơn 200 lực tay. Ngày biển kịch tương dương. Nửa bình thường ai tưởng chưa kết nhau. Hướng qua tình đề bình mạng này à. Như dịch dịch diện. Dịch diện thổ kích được nè. Hôm nay mang tặng cho chị 5. Kích thì như thế nào? Khó kiếm lắm đúng rồi, khó kiếm lắm. Giờ tầm này mua đó phải đánh cũng ok á, đánh cũng kiếm cũng ok á. Biên huy trường dắt nối sông giang hồ giang chơi. Không được, đẹp, lâu. Được thôi, vô cái này tạm. Người phương xa đêm được tay bao nhiêu nhỉ?
lòng như anh luôn khao khát tìm phong lăng đưa ta tìm về nơi xưa. Ui, người có là 500 lượt hay phải rồi. Cũng 651 dài của sao đánh ngon lên trời má cái nó. Điều đó là nó dùng 2 thôi, điều đó nó dùng 2 thôi. Nhìn nó vẫn đẹp, nhưng 6 nữa. Hơn được 500 lượt tay, what the hell. Hơn 499 lượt tay nè. Phải cả nồi. Đẹp nó dùng, lợi hại đi. Hơn 499 lượt tay. Còn đây bao ước mơ, còn giấc mơ ta luôn mãi mong chờ. Dù xa nhau, nhầm lá số mới thì sẽ phụ sẽ. Hơn 499 lượt tay cho. Nhà mồm gơ là 35 35 với 37 tính ra là hơn 2 điểm. 2 điểm thì nó lên khoảng tầm 20 lực tây. Ui, 63% nó lên gần 300 mấy lực tây nữa. Gơ 63%. Ok đấy, phải đơn giản đâu nè, nó đẹp đấy. Do cái này mới cấp 8 thôi. Thế nếu mà cấp 10 thì khả nghĩ nó hơn khoảng tầm 200 lực tây nên không có nhiều đâu. Nếu mà cái nó là cấp 10. Nếu mà cái nó là cấp 10 thì nó sẽ hơn 200 lực tây. Chứ không hơn cỡ này là rồi cái nó cấp 8. Ok, khả đưa nó lên cái đưa nó lên 4.7. Có thể lên 5.1. Nó lên 5.1. Rồi, mình lại cánh luôn mất cái này luôn. Đầu tư ít quả này nè. Trở lại nơi hẹn hề năm xưa. Cánh lồng đèn luôn nha nè, hai lồng đèn luôn. Rồi, có nghĩa là 5.1 rồi đó. Biết lên 5.1 không? Thôi tôi quả này. Đúng rồi, cái nó này xài cũng sập server không? Tại vì nó dòng 2 thôi. Chứ dòng 1 thì nó êm hơn nè. Đó, đầu tư thêm 10 quả với lại 2 cái nến. 20 điểm này. 20 điểm này gọi là tây nha. Sa cô đưa trở về sang 4.7 trong vu quy nói lên khi 4.9 đau lòng anh em mang về dư hôn lễ như ngày xưa nơi đây nguyện là một kết xưa. Ok, 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta vương vương nhớ nhung okay hoài tìm mẹ trong phòng mà gió sương hay trong giấc mơ. Mất khoảng 13 điểm sức mạnh về khải cái bộ này mấy quên khải cái bộ sức mạnh đó nên khải mất 13 điểm sức mạnh. Rồi ok, quá đẹp rồi. Cứ tưởng là cái nọ 6 anh nữa, cái nọ mang vào quá đẹp rồi. Vì cái nọ mới cấp 8 nên là nó hơi chịu hơn. Nếu mà cái nọ lên cấp 10, nếu mà nó lên cấp 10 thì hơn cảm giác 200 đến 250 được tay. Rồi, nói chung thì anh em xem video này đừng quên cho một like chia sẻ nè mày. Đó. Vô thiếu lâm thì vô thiếu lâm thì đạt mốc 5.1 nè. Vô đông với thiếu lâm thì đạt mốc 5.1 đẹp rồi. Nếu mà căng lít thì thằng nghĩ lên được 5.5 5.6. Nhưng mà tầm này vào tống kim căng lít thì thằng nghĩ sẽ có cơ hội lên top. Thằng nghĩ có cơ hội lên top. Đó, thì anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ở video đầu tư tại vũ khí rồi. 10 quả tiềm năng, 10 quả phải không đổ và lại 2 cái tiềm năng là 20 điểm tiềm năng như này. Cái bông thì được 10 điểm tiềm năng với lại 10 quả, 20 điểm tiềm năng. Khả năng mua 20 quả nữa, mua 20 quả nữa. Đặt này còn 20 quả nữa cũng mất. Em 20 quả nữa, nèo mất 10 quả. Giờ nó này bán một củ, khả nghĩ cũng được thôi mà. Nó này đẹp đẹp, nó sống. Đã mới 10 quả rồi. Hai lồng đèn rồi. Hai lồng đèn rồi. Mấy cánh hồng đèn trong này nó mấy cánh hồng đèn. Kiếm bóng ra
đang cứu xa đã giữ trái tim anh hùng. Ai đi nhận qua ai vượt qua. Ngờ phi hành huy hợp cầu chi cháy đang huy sung trần. 15 năm ta vẫn tìm em. 15 năm ta vẫn tìm.